À xin chào các bạn đã đến kênh YouTube Lý Việt em của mình. Nếu như lần đầu tiên các bạn đến kênh YouTube của mình, xin hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất cho các bạn. Thì hôm nay mình làm cái video này các bạn. Bởi vì có một số bạn hỏi mình đó là cái Pi Network các bạn, chưa có KIC thì bây giờ mình mua mình trữ được không? Có bị mất hay không? Thì mình giải thích cho các bạn nha. Thứ nhất, Pi nó chưa có mainnet, nó đang ở trong giai đoạn testnet. Thì bi là các bạn à, không có mua bán được các bạn nếu như có sự mua bán mà nó phát hiện ra được thì các bạn bị khóa tài khoản đó nó cấm việc mua bán nha chỉ có người ta được trao đổi thôi tức là những người được cai c rồi và được iat rồi các bạn thì mới được chuyển bi mà giao dịch thôi và cái số này rất là ít nha các bạn nha chẳng hạn như người ta thế này nè mình đi vào Facebook nha đó thì nè các bạn lướt trên cái, cái những cái trang à, những cái những cái nhóm của Facebook nè đó, các bạn thấy mà cái nhóm mà những cái nhóm mà về bi á thì người ta chẳng hạn như người ta lấy cái bình này phải không người ta định giá ví dụ như nó nó là nó là 2 triệu chẳng hạn người ta đồng thuận cái giá là một bi bằng 200 trăm ngàn thì 10 bi sẽ mua được cái này chẳng hạn ví dụ các bạn ở đây các bạn này bạn này đã đổi được 10 12 bi nè ha có nghĩa người ta đồng thuận như vậy người ta đổi được các bạn và những người nào được IAT rồi người ta sẽ chuyển cái số bi cho người này và người này đưa cái bình này cho họ ha. Cái đó là cái cách đồng thuận để giá để người ta trao đổi hàng hóa thôi chứ người ta không có mua trữ. ha. Đó là cái điều thứ nhất. Thứ nhất là các bạn không được mua để trữ, nếu mà bị phát hiện ra sẽ bị khóa tài khoản bi ngay lập tức nha. Cho dù các bạn có KYC hay hay chưa KYC gì cũng vậy. Đó là cái thứ nhất. Các bạn đừng có uh, nghĩ là đơn giản nha. Rồi cái thứ hai cái thứ hai mình nhắc các bạn nè. Coi chừng các bạn bị lừa. ha Coi chừng bị lừa đảo. Đây các bạn đi vào cái cái app b đi. Rồi các bạn đi vào cái chỗ này nè. Các bạn đi vào cái ví nè. Bi Crosser nè. Rồi các bạn đăng nhập vào cái Bi Crosser đi nha. Rồi trong cái ví Bi nè. Hiện bây giờ nó đang là test net nha. Để chờ chờ sang từ từ. Để mình nói nhanh các bạn không hiểu được. Chờ một chút xíu nha các bạn nha. chờ một chút xíu các bạn không xem kỹ cái video này các bạn đi hớn hở đi mua bi người ta giao cho các bạn là các bạn bị lừa chắc luôn á mà bị lừa bị mất tiền mà nó bị phát hiện ra là 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 không tốt nhiều khi là nó khóa luôn tài khoản của các bạn là xong luôn á đây nè bây giờ các bạn nếu mà các bạn tạo ví bi rồi đó thì các bạn đi vào cái wallet bi nè đó bạn bấm vào đây ha rồi các bạn đăng nếu tạo rồi các bạn đăng nhập nha mình nghĩ là một số người không có biết cái này. Đây, thì khi mà các bạn tạo ví á, nó ở đang giai đoạn testnet nó sẽ cho các bạn 100 bi nè. Đó. Nó thì á, 100 bi này để làm cái gì? Có nghĩa là ví dụ giữa mình với bạn có 100 bi thì mình sẽ testnet có nghĩa là mình sẽ kiểm tra xem là cái ví mình chạy trơn tru không bằng cách là mình sẽ gửi vài vài bi đến đến cái ví của bạn. Đó, thì các bạn nhận được trong vòng mấy giây á thì là ok, đúng không? Có nghĩa là ví nó chạy mượt Ngược lại là các bạn có thể là gửi cho mình là 50 bi gì á Nó qua cái ví của mình Hiểu các bạn? Có nghĩa là người ta dùng để người ta kiểm tra cái ví nó chạy ổn định hay không Mà các bạn không biết đó, các bạn không có nắm thông tin á Các bạn mua mà Các bạn mà giao dịch với ai gặp nó lừa là nó lấy cái số này nó gửi cho các bạn nha Nó gửi cho các bạn nó bán ví dụ như giờ nó bán cho bạn bạn không biết mà Bạn không có nắm thông tin á Nó bán cho bạn ví dụ như giờ một bi á Nghe nói là đồng thuận 200 ngàn bi Ở Việt Nam đồng thuận 200 ngàn bi Phải không? nó bán cho bạn 10 bi là 2 triệu nó ôm 2 triệu đi mất tiêu nó gửi cho bạn 10 bi này không ờ, nó tặng cho bạn thêm 2 bi nữa cũng được bạn thấy khoái quá cuối cùng là bị nó lừa và hiểu ý không tức là có 100 bi này để người ta test nét thôi cái này á cái này thì mình biết là rất là nhiều bạn biết nhưng cũng có rất nhiều bạn không biết nha chứ không phải đơn giản đó các bạn đừng có lầm cái này là số bi mà mà xài được nha cái này chỉ là test nét thôi kiểm tra thôi ha à. Chớ mà bị nó lừa là nó bán rồi xong mà trữ ngon quá, thơm quá mà. Bởi vì thấy bi chắc có lẽ là sao men giá cao lắm cho nên bây giờ mua trữ trước. Đúng không? À, là mình nói trước các bạn nha, cái này có nhiều người hỏi rồi cho nên là mình mới làm video này, mình tưởng các bạn biết. Cho nên là mình không có làm video nhưng mà không không được rồi. Thấy các bạn không có có, có nắm được cái này là là không được đâu. Các bạn bị bị lừa nha, đừng có bao giờ mà cái giai đoạn này là mua bán là bị cấm. Cái hai là ai mà bán bạn bi được các bạn mua là bị lừa chắc luôn á. Nó lấy cái này nó gửi cho các bạn á. Như không? Mấy các bạn nghĩ đi bây giờ 200 000 con, 200 000 một con mà nó gửi cho bạn 100 con thì bao nhiêu tiền? Bạn nghĩ đi nó lừa cái nó à, Cho nên những người không biết á, mà có tiền á, thì sẽ, sẽ bị cái trường hợp này nha. Nên lưu ý nha các bạn nha. Rồi, nó hai vấn đề lưu ý quan trọng nhất là nhất là trong giai đoạn test net tức là giai đoạn kiểm tra này bi không được mua bán bị cấm cái thứ hai là có chừng bị lừa bởi vì nó lấy cái bi test net này nó gửi cho các bạn á. À, các bạn chuyển tiền cho nó nó gửi xong là nó mất tiêu luôn là coi như xong luôn á. Ai cũng có 100 bi thì hết á. Và cái số bi này sau này nó test net xong á nó ok rồi mất tiêu rồi các bạn, nó không có sử dụng được. Nó không có nó không có hiệu nó không có giá trị. Nó chỉ là để mà kiểm tra thôi nha. Rồi mình nhắc lại hay vậy như vậy nha, các bạn xem video này kỹ nha, các bạn không biết thì phải hỏi chứ mà tự ý mà mua mất tiền ráng chịu. Nói chung là là tiền của các bạn các bạn quyết định thôi ha. Rồi Nếu quý vị không hiểu bạn có thể bình luận cái video Để mình giải đáp các bạn nha Còn nếu như mà à, Các bạn chưa đăng ký bi để đào á, ha, à, Để chuẩn bị cho tháng 12 này Nó mét nét á, và cây xe luôn á, Thì các bạn hãy đi vào mô tả video á, Xem cách đăng ký như thế nào Và tạo một tài khoản à, Bi nét để đào các bạn Bởi vì cái giá trị bi này cộng đồng rất là lớn Cho nên là giá, giá nó sẽ không khớp đâu nha Rồi à, Chúc các bạn thành công và đừng quên bấm vào nút đăng ký trên kênh youtube của mình nha các bạn Sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất nha Để cái thông tin mình cập nhật thì các bạn sẽ nắm ngay ha Rồi xin chào và hẹn gặp lại